Nó bây giờ quay mến chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Tin Về Miền của chú anh chị. Thì buổi tối ngày hôm nay Tin Về Miền cũng cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn xem là chị Hồng Loan, anh Hải đi ra ngoài đi ăn khuya cùng vợ chồng của anh Linh Tý và Bích Trâm, ông cô chú chị Huy Sam và chị Ni các nhà. Và anh chị bây giờ là di chuyển về rồi các nhà. Hello anh Tý. Hôm qua gì vậy? Anh giờ tới nhà đó, anh thấy em. Sớm qua. Dạ không được, mà em no. Ơi, đi đây. Chị hả? Chị. Đóng từ trưa giờ luôn á. Mấy anh em đợi nhà chị Loan lâu lắm quá rồi, thấy chị không tới rồi mấy anh về rồi. Về rồi hả? Dạ. Thế rồi anh thấy chị Loan với hết xe ra mà em chạy theo. Chị Ni mai có qua nhà chị Loan chị Ni? Mai hả? Mai thứ bảy hả? Mai có gì đó. Chưa biết nữa chứ đợi chủ nhật đi em ơi, thứ bảy. Dạ. Cứ nhìn mặt thấy mặt là Ni với Loan là thấy vui đó. Vui không? Vui. Ôi nhạc kìa. Đùng quá. Nhạc thì nhạc, đợi gì nhạc. Nhạc mình chơi nhạc luôn đúng không? Nhạc thì chơi nhạc luôn. Nhạc mình chơi nhạc luôn. Đó là mấy anh chị mà xe vợ chồng. Mặt Hải đỏ rồi nha. Mấy lon rồi. Hello ơi. Cái gì đây đây sắp nắp này. Nhìn anh Tý mới nhận quà nè. Chị Ni mới tặng cho anh Tý một món quà rất là đặc biệt luôn nè. Chị em tôi mà làm sao mà đâm thọt được không biết chừng nào nữa đúng không? Trời. Chị Ni hồi nãy chị tặng cho chị Hồng Loan với mấy anh em trong team cái gì vậy chị? Sao? Nãy chị tặng cho chị Loan với mấy anh em món quà đặc biệt hả chị, mình quà Úc không? À, không, mua giỏ với lại mua nước hoa rồi đó mà. Dạ, yeah, anh thấy chị tặng mà. Đi đi đi, cũng hồn nè. Ủa anh Tý, gì anh Tý? Đợi xe hả? Đợi xe vậy. Rồi, bye bye cả nhà, bye Hải nha. Chị có kia mà. Ủa anh Nguyên đi xe riêng hả? Em đi xe riêng đi công việc, đi giao đồ chứ chị. Có đi không? Có xe không? Về anh chở về. Đi xe máy. À. Xe máy à? Xe máy đâu? Đang đi lấy kìa. Nè, rồi xe máy nè. À. Có xe anh chở về luôn. Đi ra bà chị kia. Không, sao đi đi. Đi theo chị đi. Từ từ. Về anh về luôn. Về luôn. Anh về luôn, về nhà mẹ luôn. Dạ, anh về nhà mẹ luôn mà. Em đi muốn nhận. À, Tý đi xe xe ráp anh Tý. Đấy có Mino ba rước. Mino ráp ba rước. Ủa đi. À. Kêu bà chậm qua trước đi. Xe máy hả? Hồi nãy chị Trâm cũng có rồi anh Tý. Bà có rồi, mấy đứa con buồn ngủ quá bà về sớm rồi. À. Thôi thì bố mẹ xin phép kết thúc video tại đây cho cô chú chị. Dạ, anh tới bệnh viện nha. Rồi về nhà. Dạ, chở chị Loan và anh Hải về trước. Ngồi đây chưa?
chào mấy chị Liên. Chị em vào qua lại cũng di chuyển về với tôi thì em cũng chạy theo để cập nhật cho các bà cả nhà mình xem. Anh Vi Sang nè, anh Vũ Út nè, alo anh, dạ, chị Vi. Cái này là chắc bó hoa của bà cụ thường thường quá, đếm đây bà cúng là chú Năm á. Cái này bất ngờ luôn. Xỉn hả chị không? Dạ. Em mới xuống núi như vậy. Dạ. Em theo thầy mới nay quay lại. Thầy giờ thầy sao rồi? Dạ thầy về khuya rồi. Mình nói chung là về tối. Về Gia Lai hả? Dạ. Còn về thầy vậy trời. Thứ hai là trong một đêm mà 100 mấy thầy là biến mất. Là mấy thầy kia cũng về hết luôn. Dạ. Nói chung là tan rã đó chị. Bên chính quyền người ta chở đi bỏ mỗi nơi. Có nghe cũng gọi như là người ta cấm. Không tiện nói đi nè. Mày về Gia Lai vậy thôi đợi coi. Dạ. Chị ngồi đốt thương. Em tí xíu về. Đóng cửa không mày? Dạ. Chị đi lấy nhà. Mà tới nhà chị Loan chơi xíu và chị đi mới về không có chạy. Thì đi ăn xong rồi đi chuyển. Ê, đi vô con kia. Lâm Kiểu vô nha. Anh chị cũng vừa đi ăn về tới nơi cả nhà, lên cấp hơn thứ năm cái thứ này. Mấy bên này khán giả thì không thấy ngày nào không thấy Thành Mỹ đâu hết. Trên lầu làm việc trên lầu. Đó, nghe cô chú chị Thành Mỹ đâu. Đang đi làm việc cả nhà. Vô. Dạ. Trời ơi, trời ơi. Thành Mỹ đi chơi với bùa rồi. Đó bùa, Thành Mỹ lấy xe đó, xe là bùa đó. Ở cái nhà Thành Mỹ đi chơi nha, đi ăn kia.
đây là chú Út. Cả nhà. Đó, thì mấy chị đi cùng đi ăn cùng anh Linh Tý và chị Bích Trâm. Rồi sau đó cũng di chuyển về của chú anh chị. Nhà chị Ni cũng vừa ghé lên trang của chú Năm để thắp hương chú Năm, ghé trên lầu tâm sự của chị Hồng Loan một chút xíu. Đây là chú Út tài xế của anh Quỳ Sang nè. Đây của chú anh chị. Bye bye. Bye bye chị. Bye bye chị. Đây cô chú anh chị ơi, thì em quay cái clip này em sẽ cùng di chuyển đi về luôn cô chú anh chị. Dạ em ra xong về luôn anh. Em về đâu? Về Bình Dương. Rồi đó ơi. Dạ. Bình thường mà. Sáng nó lại luôn về đi xa. Dạ em đi hoài mà. Dạ. Đó cô chú anh chị, thì anh Quy Sang với chị Nhi, chị bé ơi đến nhờ chị Hồng Loan bọn một chuyện nhỏ nhỏ thì anh chị cũng đi về rồi. Tiên Ngôn Miền cũng xin kết thúc clip tại đây luôn. Cô chú anh chị thấy video hay cho em một like, một lượt đăng ký, chia sẻ nha cả nhà. Hẹn cô chú anh chị tiếp tục ngày mai ha.